Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2022, kênh xin được cập nhật tình hình giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Thì thưa bà con, những ngày vừa qua đó thì giá mít Thái tăng nhiều khiến cho bà con nông dân rất là phấn khởi. Bởi thời gian trước đó thì giá mít xuống rất là thấp, lúc đó thì lại là thời điểm thu hoạch rất là nhiều, cho nên bà con mình là bị lỗ chi phí. Tuy nhiên những ngày gần đây thì lại tăng và tăng khá là nhiều, cho nên bà con cũng phần nào yên tâm là dù có ít mít ở trong vườn thì mình bán vẫn có lời và phần nào cũng đã lấy lại được tiền phân thuốc để mà tiếp tục có động lực để đầu tư chăm sóc vào vườn mít Thái. Hiện nay nhu cầu bên Trung Quốc theo ghi nhận thì vẫn là nhu cầu lớn hả bà con. Tuy nhiên bên đó họ vẫn là theo đuổi cái chính sách Zero Covid, kiểm soát Covid rất là chặt chẽ và vẫn còn tiếp tục phong tỏa những thành phố có dịch bệnh. Cho nên khi mà vấn đề mà xuất nhập khẩu cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên nó vẫn sẽ còn tác động lên thị trường mít Thái của chúng ta ha. Quay trở lại tình hình giá sáng ngày hôm nay, theo ghi nhận thì giá giảm nha bà con, nhưng mà vẫn nằm ở mức tương đối là tốt. Cụ thể tại khu vực Tiền Giang đó thì mít nhất 26.000, mít nhì 20.000, hàng rớt là 11.000 và 21.000 nha bà con. Mít chợ mít sâu là 4.000 đồng. Tại Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Sóc Trăng, Trà Vinh, mít nhất 25.000, mít nhì 19.000, hàng rớt là 10.000 và 20.000. Mít chợ mít sâu cũng dao động khoảng 4.000 đồng. Tại khu vực miền Đông, mít nhất là 23.000, mít nhì 17.000 nha bà con. Và hàng rớt đó thì là khoảng từ 9.000 cho tới là 18.000. Mít chợ mít sâu tại khu vực miền Đông cũng dao động khoảng từ 3 đến 4.000 đồng. Hôm nay kênh cập nhật thêm mít ruột đỏ ha bà con. Và lưu ý là mít ruột đỏ cũng chỉ đang tiêu thụ thị trường nội địa, số lượng còn rất ít nên giá mít ruột đỏ rất tốt ha. Mít nhất 54.000, mít nhì 44.000 và mít ba là 24.000. Bà con lưu ý giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn nha bà con. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định từ 1 đến 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.